Chúng tôi đang kết máy băng cành cây Tadio TK65 trước khi bàn giao về cho khách ở Hưng Yên. Hiện tại tôi đang băng cành với đường kính từ 6 đến 8 cm, cành cây có cả lá. Đây các bạn xem thành phẩm thực tế của máy, rất là nhỏ đều để làm phân vi sinh. Chúng tôi đang chuẩn bị giao máy băng cành cây Takeo TK65 cho khách hàng tại tỉnh. Máy băng được cành cây đường kính lớn nhất là 8 cm nha các bạn. Sử dụng động cơ xăng 7 ngựa. Đầu nó cao lên.